tôi sẽ test một bộ âm thanh Pioneer. Mời các bác xem. Trước mắt các bác là một chiếc âm ly Pioneer 7600 trơn, bán giá 5,5 triệu hàng bài nguyên zin, đẹp xuất sắc luôn. Phong kín tâm. Riêng những con này thì chỉ có hàng đẹp tôi mới nhập nhé. Tôi dẫu đời trai. Âm ly đánh hai cái loa A, B, A, B, chỉ bát chép cân loa nào lớn đầy đủ. Đây cân loa nào lớn bát chép A, B, A, B được bao âm thanh volume. Chạy 4 con so thang. Còn đây là một đôi loa hàng bán nguyên zin 100%. Xin lỗi, của đôi loa này nó là hàng mạng, không phải hàng bãi. Trên hàng bãi một cấp. Đợt này tôi nhập được 4 đô toàn hàng mạng về loa. Mấy hôm trước thì có mấy đôi bát 30, như đây là hai đôi bát 25 hàng mạng. Đặc. Loa này có mã là T66, bán giá 8 triệu đồng một đôi. Đẹp mê ly luôn. Chép đom, mid đom. Gần này là gần vải, gần lụa nha. Rất mềm. Gần vải, gần lụa. Đặc thù trong cái loa của cái dòng này thì mở củ loa ra, bên trong nó có một con cụ to, rất to luôn, vỏ bằng nhôm, cực kỳ sang trọng. Và củ loa này này, nó là xương đúc, rất nặng. Khác với một dòng, một số đôi loa Pioneer. Một số đôi loa Pioneer mở ra cái củ bát này này, nó nhẹ thôi. Nghe cái đôi loa này củ ba rất, loa rất nặng. Nói chung là đấy là cái công nghệ theo đợt sản xuất của nhà sản xuất thôi. Chứ còn củ loa hợp thế này thế kia đi nữa thì nó cũng là rất bình thường thôi. Nếu mà không hay thì có củ loa rời cũng vậy. Chỉnh phân tần, chỉnh cho loa mid, loa chép, loa tép dom đây. Hàng bạn, hàng mạng đẹp xuất sắc luôn. Tôi sẽ quay qua mặt sau. Tôi vẫn để cái ly lông này vì tôi sẽ cho trong góc nhà. Vì nó quá nhiều loa nên là hàng nó đẹp quá thì cứ nhập về thôi. Còn tôi chủ yếu là bán âm ly thôi. Đây. Quay có chỗ cũng chẳng có chỗ quay, phải để ra đây này. Chủ yếu là bán âm ly năm nay. Tại sao tụi nó đẹp? Để các bác nhìn cái nước sơn, cái chất của loa nhé. Còn góc cạnh này này thì không thể tránh khỏi, nó không bị chỗ này bị chỗ khác bởi vì nó do vận chuyển. Nhưng các bác nhìn cái nước sơn này, cái chất của cái chất của cái thành cái vách này, nó đẹp xuất sắc thì nó mới được cái như thế này nhá. Còn nếu mà nó hàng bờ hàng bụi thì cái chỗ này nó lở loét hoặc cái màu sơn của nó sẽ khác, nó sẽ nhạt đi. Nó là đẹp mê ly luôn. Góc cạnh này thì không thể tránh khỏi đâu, kể cả có khi đẹp mê ly nhưng mà vận chuyển về đến nhà tôi thì nó vẫn bị va đập. Mà có khi gửi cho các bác không may nó bị va đập, nó lại bị bung ra. Nhưng quan trọng nhìn cái tuyến loa nó đẹp, hàng bãi hàng mạng nó đẹp thì nó vẫn đẹp. Nhưng còn một vài chi tiết thì nó không thể tránh khỏi bởi vì do quá trình vận chuyển. 8 ohm 60W sản xuất tại Nhật Bản. Đôi loa này khá nặng luôn, e căng rất đầy đủ, còn rất đẹp luôn. Tôi sẽ mở nhạc to hơn mời các bạn nghe. Thì vừa nãy là cũng để giới thiệu qua thôi. Tôi này xem cao bao nhiêu đây. Loa tương đối nặng. Bề cao là 62, bề sâu 35, à bề ngang 35, bề sâu là 30. Vâng, tôi sẽ mở nhạc to cho các bạn nghe. Con Dublin này thì nó quá nổi tiếng rồi. Pioneer 7600. Đặc trưng cái đôi loa này bass khá mạnh nhá. Cái dòng loa cái mã này bass nó đánh khá mạnh luôn. Khóc nữa đi em, khóc để rồi quên một cuộc tình. 8 triệu đồng đôi loa, còn âm ly 5,5 triệu là 13,5 triệu. Trên thị trường sẽ có những đôi loa nó sẽ rẻ hơn, 6 triệu, 4 triệu khi cũng có, nhưng mà dần nó dùng.
hoặc là nó xấu do vận chuyển hoặc do chất loa hàng nhập. Nếu các bác chụp ở xa, nếu tôi để xa này, mình sẽ không bao giờ nhìn được rõ cái G này này. Cái nền G này nó quá mới luôn, quá đẹp luôn. Nếu một đô la xấu nó sẽ sờn hết cái này. Nếu mà họ không quay rõ cho các bác này, và nó sẽ đăng cái giá rẻ thì mình tưởng là nó đẹp, nhưng mua về cuối cùng sẽ bị xấu. Viên nào của đấy đúng không? Tôi sẽ mở to hơn. Rồi âm ly luôn thiết kế một bên nó sẽ nhỏ hơn một bên kia, bởi vì một bên âm ly là mono, một bên sitte. Mono âm thanh lúc nào nhỏ hơn bên sitte, nó nhỏ hơn một chút. Và muốn kiểm tra xem đôi loa nó còn hoạt động hoàn hảo không, chỉ cần mở một vế loa ra cảm nhận với chất âm. Nếu mà nó thiếu mất một dài âm nào thì nó sẽ lại bị chết một đôi loa, à một cái loa tép hoặc loa mid gì đấy. Đây các bác nghe thấy không? Có bát có thép không biết đúng không? Rằng anh đã quên những kỷ niệm êm đềm. Đời là con nước trôi trôi đi không bờ bến. Tình nhiều người cứ phải ghé loa vào tai, cần gì phải điều đó. Mình trực tiếp trên âm ly mình kiểm tra là được. Vâng, xin cảm ơn. Hẹn gặp lại.